cho bà một bữa thôi, nghe không? Nghe không? Chê chê. Bồng một bữa thôi nghe không? Uống nước đi mấy anh em. Ăn bánh đi. Qua tuyến đi gửi đồ cho chị Út Què. Ủa đồ vừa tới hả? Dạ, dạ tới. Đi gửi rồi. Nghe. Bữa nay chắc tới bển nó rồi. Đó, kìa không? Hai đứa hôn nhau coi. Đồng là phận chó như nhau. Coi nha. Khi nào sạch sư phụ với bồng nghe không? Vô là sư phụ không có bồng tụi con nghe. Trời nó định nè. Con vàng nó đâu có vừa đâu. Yeah. Thấy không? Rồi ủ vô ngực đồ nịnh thấy không? Xe xe thì bây giờ hơi buồn bã. Nó coi đó. Ê xa nó định thấy không? Đó. Chơi lướt xe xe luôn. Đó. Đè xe xe luôn. Đó. Đó. Đó, đó, nhổ tóc rồi cho chị đó là vậy mà chị không chịu nữa, thôi nó thấy chưa? Ủa chị vậy mà chị không chịu mà. Đó, chị cần đó, chị cự đó. Kệ đi con, kệ đi, mình già rồi, cho mình cần có bạn đó, biết không? Có cháu, con cháu nó thương biết không? Đừng có khó khăn quá. Không đi. Không chịu mà. Nó đang hỏi cái dơ bộ đồ nữa. Dơ bộ đồ nữa. Nếu đi kìa có mấy ông tôi vui thì vui. An à, vậy ha. Sống 8-9 năm trời. Giờ có mấy anh em trẻ trẻ vậy. Cái niềm hy vọng. Thế là cũng có người kế thừa chứ nghĩ. Thì nghĩ Phật Pháp 5-10 năm nữa đâu còn ai đâu. Yeah. Ủa dường như cái mặt của tao nó giống một người. Giống Lê Bá Thắng á. Hay không giống Lê Bá Thắng á. Lê Bá Thắng là ai thầy? Lê Bá Thắng diễn viên được ảnh bạn của Hòa Hiệp gì đó. Oh. Nếu mà ông mà ốm chút nữa thì giống y á, giống yeah. Giống nó kệ là bạn hai cúng thì cũng dễ thương quậy va vậy không có cắn tay thầy đúng không đúng không không có răng tao bẻ hết răng nè lấy con kéo cắn cắt cái răng á biết không biết không cái con mắt con đục ngầu hả biết không cc bây giờ là cc họ công nhận nha giờ tự nhiên là nó buồn nó vô phòng nó nằm ngủ tối đó nó sợ là bỏ nó đó chứ đời nào vô ngủ đâu à, khùng ghê thế nó sợ là có người mà là cái coi đó nhìn cái mặt quá mùng hiu mùng hiu mà thầy đâu có bỏ cc đâu nhé không đâu kệ đi mình phận chó như nhau ha thương em nghe con nhớ không phận chó như nhau. Còn em nữa, đừng có lý lắc quá biết không? Chị bây giờ già là chị bực mình lắm biết không? Đừng có giỡn quá, chị bực mình nghe không? Ủa mà mấy Phật tử kia khi nào qua đây thầy? Hả? À? Thầy nói có mấy Phật tử qua đây thăm thầy nè. Ngày mai em trúng qua hả? Còn giờ thứ ba đâu phải xe không có rời rời. Mấy cô ở Cali á. Thứ ba. Ồ vậy thứ ba tuần tới hả thầy? Ừ. Cũng bay luôn hả thầy? Bay. Dạ. Yeah. Bây giờ vậy các Phật tử hết dịch bệnh rồi cái vị này vị kia về thăm thầy dễ vui lắm. Dạ yeah. Kệ đó niềm an ủi thôi chứ còn hàng tuần không có ai đâu. Dạ yeah. Đây có Phật tử thôi vậy cho nó khỏe đi chứ yeah. Hàng tuần có Phật tử khinh đó rồi là coi con ai xà nè cái nó nằm tay nó nịnh nè thấy không cậu xe xe thì ghét quẹo đầu vậy nè. Không phải chú ba tới không mà chú ba dùng nước mày ông lão gia. Mà cứ lộn vô thì ông lão già đó. Lão già. Hôm nay mời ông lão già tới truyền bí quyết cho mấy em trẻ đó. Chào ông. Chào. Chú chứ chú. Một phần ngồi chú.
Đó chờ ông tới rước xong rồi nghe ông tới phải chờ ông á chứ tôi chưa dám uống đó. Ồ, sao bữa nay có cái cô trời ơi có thêm một em bé nữa nè. Nè cái xe xe là thấy không cái xin vô tôi xin vô ông nước đó rồi ông thấy trà tôi trà bắt cho ông đó mấy anh em uống kêu chú ba đi chú chứ kêu ông già lắm ông dạ, ông trẻ hà ông đúng rồi dạ bao nhiêu để ông ăn à cầu phán hồi xưa đó nhớ cầu phán thời Việt dạ, Nam mình không phải không thấy cái tướng là biết dạ, rồi thấy không thấy ông thì thấy quen quen lần trước có gặp đây lần phải trời ơi ông ơi ông hỏi câu câu quyên quang ông quên hả ô ô ô ô ông sửa nhà sửa nhà trời đất ơi thôi thầy không gặp mỗi ngày quên thầy ơi trời đất ơi bây giờ cái đầu nó đi đâu đâu á tại em nhớ nhiều quá anh chi trời nhớ đâu nhiều nhớ nhiều đỡ rồi nhớ nhiều quá chi uống nước đi chứ cứ qua uống nước cứ qua đi tôi có ly nè dạ 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 rồi nước trà ông phải trà bắt luôn dạ dạ uống nước đi uống vô cầu nước đi ông ba cái ghế đó họ kéo qua xui lại cho họ đang cái này cứ đang hả không phải ai ngồi được chứ Mỹ nó giật kéo xuôi đây. Lại đó ngồi cái vần cái nó vui vậy đó à, đó ngồi đi ngồi đi ông tới giờ ủa cái đó trà ba năm hay bắt cái đó là nước sôi ông ơi à, này nước sôi hả dạ ôi rồi nè trời ơi à, mới có năm mươi mấy cái xương xanh mà bởi vậy ớn thiệt là ớn luôn đó trà bắt đó ha trà bắt mà có bông cúc nữa ủa vậy là chú là năm mấy mấy à, mới có năm mấy à không biết à, thầy nhớ à, dùng dạ, nhỏ hơn ba con à đâu à. Có chồng ông vậy chứ năm mấy gì dạ ổng nhỏ ông đang tuổi hay tuổi gì đó hả à. Cái này dạ. Coi chừng nước sôi đó nha thằng lão rồi rồi. Đây nè, bên này nó nguyên chất nè, trời ông ba bố là phải nguyên chất vậy đó. Đại gia cái nói gì không đại xưa, đại thời gian thời xưa đi. Hồi xưa chứ giờ thôi. Nói đại gia thời xưa đi. Nói giờ mắc cỡ chết đi. Thì nó đại gia thời xưa vậy đó. Thầy uống cái chung đó này. Thầy cũng trà đó, trà rồi đó, có rồi đó. Chứ không phải phân biệt đó trà cốt á. Đó. Tại đi mới đi Florida về không hả? Ừ. Đi tuần lễ luôn á. Thì đâu có hai, chứ nói thứ ba đi máy bay. Đi máy bay đó rồi cái nó bị delay cái mất hết ngày do bão hôm qua hôm kia nè. Thứ ba kia phải không? Trời ơi ngủ ngon dành ra ơi. Xe xe thì bực mình. Sao cái em này có bộ ngộ nghĩnh rồi thầy? Ờ nó ngộ lắm, nó quậy mà xe xe đầu hàng rồi. Dạ. Yeah. Đồ hàng thấy ông giai bà chỗ khác không tìm dồn ông thấy không ông nhìn thấy hai con chó cái đó vậy thì ông nghĩ nó xin lỗi con người đó sao nữa không người ta nhường già dạ, rồi nó nhường trẻ thôi chứ nhường cái gì hồi tối là coi như ngủ không được rồi cuối cùng cho vô nằm phòng tôi về nằm cả tôi gặp hái dữ lắm hái coi như là cả năm vậy đó mày không phải đã bắt coi thầy có pha cái gì vô nữa nè bóng cút dạ đậm 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 nè không trà bắt trà cốt đó một cút ngon quá sao chừng nào Quang về đây dạ sao nó về chừng nào về hả chừng nào dọn về đây đâu có ủa không có dọn về đây hả dạ dọn về đây ở với thầy cho vui chứ trời ơi tao vợ con người ta ông nội dạ, chú kia kìa chú Đà Lạt á còn chú Đà Lạt nữa mà không biết sao nữa cái này Texas thì khác còn này là Houston à Houston rồi rồi còn bởi vì nếu mà năm ráng năm nay năm tới gom là hết cái nhóm trẻ trẻ gì cũng cả chục á mà mấy em kia thì nó không có thời gian rảnh ôi ô nè ôi ô mấy đứa mấy ông chứ không phải năm mươi đứa cái này bây giờ hãy làm cái tượng đó thầy làm cái tượng hay ha cái thôi rồi được chưa bây giờ hai con đi xuống được chưa cho sư phụ nói chuyện với khách được chưa phải đi rửa tay nữa ngày nào không tốt thì mong với hai chị bắt đầu kể từ đây là đắc nở thêm một cục này nữa rồi nè cái đang ngủ ngon lại không rồi đó cây cây đó hợp rồi đó thầy chơi ngủ luôn đấy, coi đó ngủ ngon lành ngủ rồi sơ sơ thì tức cái mà sơ sơ coi như hỏng chớp mắt thấy không một màu không à rồi ngái nè đó nè ngái ngon lành không đó màu màu ha hay quá sơ sơ rồi ngủ ngái là ngái thở khò khò nè thích chưa nè yeah. Trời đất ơi tự nhiên vậy cái nằm ngủ ngon lành nghe ông nội ơi
chết rồi. Nè còn nhỏ nhõng nhẽo vậy hả? Nó tức là thấy không, tức nó cái mặt lúc nào cũng coi như là không có mùa xuân rồi. Xe kể từ đây không có mùa xuân rồi. Làm thân nói chỗ khác à? Nói chỗ khác à? Ghét lắm. Không nói vậy chứ đồng loại nó thương nhau lắm rồi. Vài bữa nó thân thiết nhau lắm. Mày nhỏ mày làm em, tao lớn tao làm chị. Cứ vậy nó thân thiết nhau. Nghe có cái bài mà ngã kiến sinh tiền giữ vị sanh. Bây giờ quan hỷ thầy chuyện cái chú Tâm, em chạy đi ra con lấy cái thầy cái đồ mà lau tay đó, đồ cái khử trùng á, chỗ nào thầy à? Cái đó. Đó rồi bây giờ hai con xuống nghe cho thầy tiếp khách nghe con, nghe không? Rồi hai chị em xuống giỡn nhau đi. Rồi còn có thay bộ đồ nữa đó, có chạy đi giờ. Nhưng mà thà làm bạn với nó không có phiền não đó nghe. Đúng rồi. Nó nghe mình nói mình nghe, không ai phiền ai. Không có phiền nào. Nó giận nó xuống mấy cái, nó mừng nó quấn cái đuôi. Ừ. Cái bài mà ngã kiến sinh tiền cái gì? Hồi đầu tiên là cái bài mà của đậu nấu đậu. Là cái thời của tàu thực chứ tàu phi. Của đậu nấu đậu. Hai con nghe vụ đó không? Hồi đó chắc không có thời trẻ hả? Ở thời Quy Quang các con tao quát không? Dạ không coi. Trời ơi thôi chứ sao vậy đấy trời. Đeo rồi. Hợp hơi. Đồ lên nữa ông nội ơi, này coi nè. Hợp hơi. Tấn công CC không còn đường sống luôn rồi đó. CC buồn rồi đó, rồi đó là ngồi đi, mệt quá đi. Đó, con CC không còn đường sống luôn rồi. Nhưng mà thầy để cái này nó bốc hơi, thầy không dịnh đó. Chứ không thôi, đưa vô mũi nó hít cái mùi tẩy trùng. Nó tẩy trùng luôn, kệ. Nó vô đó, nó tẩy cái phổi nó luôn, nó rối. Hồi thời Tào Tháo chết đó, thì giao cái ngôi cho Tào Phi. Mà Tào Phi á, thì ổng lại... Biết lệnh ông quá, nó lệnh ông quá trời đó. Nằm nó gục đầu kiểu đó, giống nhẹo đó. Cái tính tình của Tàu Phi thì giống cha, giống Tàu Tháo. Cho nên đúng ra đó là cái ngôi là phải giao cho Tàu Thật. Yeah. Tàu Thật là con trai lớn. Nhưng mà Tàu Thật thì giống cái tính hiền từ. Ôi. Giống cái tính đạo đức và khoan dung. Còn Tàu Phi giống y như Tàu Tháo. Cho nên Tàu Tháo mới cưng nhiều hơn, mới giao ngôi. Giao ngôi cho nên rồi... Nhưng mà trên đời thì nó khổ là lúc nào cũng có đám quần thần mà xua nịnh á. Nó cứ đâm chém chứ đâm chọt hoài, nói với Tàu Phi là Tàu Thật đi ra biên hải á, cố tình để điều binh khiển tướng để chờ cái ngày về giành lại ngôi. Đó. Cho nên Tàu nói riết cái Tàu Phi cũng nghe. Bị ban đầu thì ông Tàu Thật cũng nghĩ là thôi em mình lên ngôi là tốt rồi, thôi giờ mình sở dĩ mình ở triều chính chi mình giúp cho em mình là mình ra mình trấn ải. Nhưng mà để vậy cũng không yên nữa. Nghe thì cho nên bữa đó tâu riết Tàu Phi nghe mới ra cái lệnh triệu là anh phải về gấp. Để gấp thì khi về thì ông Tàu Phi ông cũng ngộ nhìn thấy anh mình đâu có cái tâm, đâu có cái tướng gì mà muốn sống ngôi đâu. Nhưng mà tại sao quần thần nói cũng có lý. Trên đó mới biểu là bây giờ anh đã trong ông đi 7 bước, anh phải làm cho tôi một bài thơ. Nó 7 bước làm bài thơ. Mà nếu mà anh làm không ra bài thơ thì cái đầu anh nó sẽ rớt. Cái đầu nó sẽ rớt. Thì ông mới suy nghĩ cho em mình nó đang giận, nó đang nghi. Rồi nói với hồi chú Ba nhớ liền à. Tại hồi xưa với ông thời với ông là cái đấy. Nhưng mà nhiều khi lớn tuổi rồi phải có mấy ông trung trung và nhắc lại mấy ông già mới nhớ không. Thì ông này cũng nghĩ em mình đang nghi mà giờ có đặt bài thơ, giờ có nói tình anh em đi nữa thì cũng không có giá trị gì. Thiếu ngụy biện thôi, mà còn bây giờ đặt tả qua tả bốn thì nó đang dạy qua tả đó rất đầu lẹ nữa. Thì cuối cùng ông mới đặt cái bài thơ là củi đậu nấu đậu. Đậu trong nồi nó khóc gì đó. Thì cuối cùng người Tàu thấy là nó rồi ý nói về củi đậu mà đem đi nấu, đi chụm nấu trái đậu á, đậu qua mua đó. Yeah. Đậu phộng á. Yeah. Rồi cái hộp đậu trong nồi nó khóc.
tại vì nấu của đậu nó đi nấu đậu mà còn hai câu gì nữa tự nhiên quên nghe. Tôi quan trọng tôi thích cái bài thơ sao á, thì cuối cùng thì đúng ra bảy bước đặt được bài thơ đó, thì ông em ông gật đầu ông nói gì thôi được tôi tha, thôi anh trở về Biên Hải đi. Thế thì ông Tàu Thật mới phóng ngựa trở về Biên Hải, gọi là quất ngựa, gọi là lạc mã tri phong á, sau này gọi là dục gió vua cương á, dục lạc mã đó. Đó là coi như không bao giờ trở về triều đình nữa. Thì nó có hai cái thuyết, nói sau này thì Tàu Thật đi tu, thuyết thứ hai là nói Tàu Thật đi qua nước khác đó, thì coi như không bao giờ về trở về triều đình nữa. Cho nên cái chỗ này mình mới nói rằng là cái cuộc đời nó có những cái, những cái người vua nịnh nó tâu riết mình nghe thường vậy đó. Cho nên bây giờ là ông thầy cũng phải chín chắn nữa, ông thầy mà không khéo là chết chết tươi cũng như ông vua vậy đó. Ông vua thì ông trị gì thiên hạ mà cái uy quyền sắt thép, ông thầy thì trị không phải trị thiên hạ nhưng mà gọi là nhiếp quá thiên hạ, thu phục thiên hạ bằng cái lời pháp, phải không? Trước mắt là cái pháp, mà nếu ông thầy mà không có vững tâm thì nó sụp đổ hết. Mà một vị thầy ngày xưa, thí dụ như họ làm cái gì đó, họ có một cái tâm họ đoan chính đó, họ luôn lúc nào họ cũng nghĩ cái sự lợi ích tồn vong cho số đông, chứ không có nghĩ gì cá nhân hay là gì cái gì hết á. Có những vị thầy tổ xưa người ta sống cuộc đời ta rất là hay, ví dụ như những đứa học trò nó giỏi rồi đó thì phải coi như phải xô nó ra để cho nó giỏi thêm, những đứa nó dở rồi đó thì phải ấp yêu nó. Đó là một cái cách của mấy thầy. Cái thứ hai đó là những ông mà yếu thì mấy thầy nâng đỡ, những ông giỏi rồi đó phải cho nó tiếp tục cái cuộc sống của nó thăng trầm để nó lớn lên, nó làm một bậc thầy thiên hạ vĩ nhân hơn. Cho nên nếu mình theo được cái sống người xưa nó nhiều cái hay lắm. Còn mình ngày nay cái bản ngã của mình, cái xã hội ngày nay nó con người nó càng có cái tôi á, cho nên cứ nghĩ là tôi nghĩ như vậy là đúng, tôi là hơn người xưa, hơn người này kia, cho nên ông thấy nó, các anh em thấy nó dễ sụp đổ lắm. Ở ngoài đời các vị làm cha làm mẹ cũng vậy nữa. Hả, mà thấy cái tôi mình nó lớn quá thì mọi chuyện nó hư bột cái đường đó là đúng không? Cho nên á, xét lại mình thấy rằng á, những lời Phật dạy ngồi nghiệm là nó sâu sắc hết sức, có từng chữ vậy đó. Nhưng mà tại mình không có làm theo lời Phật dạy cho nên mình đi ngược cái đường Phật dạy mình mới khổ thôi. Cho nên là nãy bài nãy tôi giảng cái đoạn cuối của chương 38 á, nó có quan trọng mà bây giờ phải hai chữ vô thường. Mà thấy được vô thường á, thì mới có cái trải nghiệm và chứng nghiệm vô thường thì mới có cái an lạc tịch tỉnh. Chứ còn anh mà không thấy vô thường, anh toàn là anh nói cái miệng không mà anh không có trải nghiệm, không có xương gió thì nó đâu có nhầm gì đạo Phật đâu. Đó rồi mới trở lại thì sau này á, nó cũng có một cái sự kiện nó giống như Tàu Phi với Tàu Thật nữa. Thì cái kỳ này thì ông nhà thơ này ông làm cái bài Răng với Môi. Ông nói ngã ký sanh tiền nhữ dị sanh, nhữ sanh di hậu ngã di quân, lý ban cộng hưởng chung cam vị, hà nhẫn tương qua sanh cốt nhục tình. Ngữ ký là ngã ký là cái môi, con người sanh ra cũng có môi có mép đầy đủ phải không, nhưng mà răng không có đây nè, răng không có nè, thấy chưa, như chó này giờ chưa có răng nè, nè ngã ký sanh tiền nhữ dị sanh nè. Nhưng mà nhữ sanh như hậu ngã di quân, cái môi sanh trước cho nên nó là anh ngã di quân, còn nhữ sanh như hậu là cái răng em này, em sanh sao em lại em. Nhưng mà khổ là lý ban cộng hưởng chung cam vị, đáng ra môi với răng nó về như vậy để nó hưởng cái ngọt bùi chia sẻ chứ. Nhưng mà thường là sao, hà nhẫn tương sanh cốt nhục tình, rồi cái răng nó thường cắn cái môi phải không, các vị trên đời này có bị cắn cái nhỏ lớn làm gì không có phải không, nó xanh sao nó chơi nó cắn mà thật sự cái răng mà nếu không có cái môi làm sao ăn nó. Cho nên cái bài thơ nó nhắc nhở con người mình nó khéo
khéo sống không khéo là chú nghe không? Chú cho hai chú về rồi vậy thôi, chú nó có cần gì cho chú mai nè những thân cúp một tuần chú đang ngồi nói chuyện với thầy vậy. Ok nên ngủ nè, trời đến nằm ngủ ngon mà ngồi nhìn ông vậy đó nãy giờ đó nhớ đó cái hình ảnh của ông thầy Thông Bủ đó ở chùa Quan Âm đó. Ổng không có đeo kiến ông vậy, ổng cầm kiến trong tay rồi ổng đang đọc sách đó. Đi vô thăm ổng cái ổng ngồi giọng mà giọng lát chứ không phải giọng này cũng vậy. Đúng rồi, tôi biết đó, ngày ổng cũng mập mập không vậy đó, ông thầy Thông Bủ năm 73 đó là ổng cũng mập mập. Tôi biết ngày sau rồi, biết ngày sau từ ông ngày thời trước rồi, ông mày biết năm ngồi dưới tầng hầm á, 91 92 ngồi dưới tầng hầm á, tầng hầm của cái chùa Ngâm á, có cái tầng hầm á, có cái cửa sổ bự bên hông, ông cũng ngồi giống vậy đó, rồi vô thăm ông cái ông lột mắt kiến ra, cũng dám để bạn ngồi nói chuyện, giống y chang luôn. Ngày viết cái bài cái tập thơ Từng Giọt Mai Nơi Hay. Hay quá, không biết sao tự nhiên cái hình này nó lại giọng trở về, cái đời năm bảy mấy ông nội nhớ. Hồi đó nói vậy mới nhớ, và từ Tân Bổ thì mấy anh em không biết đâu. Không biết đâu. Thầy thì còn biết chút xíu là mấy anh em này ra, ông này thì chưa, ông này thì cũng chưa nữa, 73 chưa nữa, cũng ra 75 thôi. Chưa, con 74. Thằng này biết là năm chín mấy, lúc là ngày ở tù lần hai ngày về đó. Mà tôi học chứ mà tôi mỗi một thầy tôi học một bài kệ nha. Hồi đó mình đọc cái bài Chiều Có Phu Chiều, cái bài Thị Nhật Dĩ Quá Mạng Diệt Tùy Giảm Như Thiểu Thủy Ngư Tư Hữu Hà Lạc đó. Mà đọc chứ không hiểu gì trơn á, mà khiến bữa đó đi lên chùa Thế Âm mà nghe ông giảng bài đó là giống như tôi, bởi tôi mới nói nhất tự di sư và bán tự di sư á. Tự nhiên lên bữa đó ngài từ trên lầu rồi xuống, mà hồi đó cái đầu tràng tụng pháp hoa đông lắm. Ông cầm mấy món nói mà ông nói chuyện khào khào, vì lúc đó ngài đã mổ cái trái mặt rồi. Ngài nói các Phật tử Thị Nhật Dĩ Quá Mạng Diệt Tùy Giảm, giọng của ngài nói Mạng Diệt Tùy Giảm Như Thiểu Thủy Ngư Tư Hữu Hà Lạc, đại chúng nên càng tinh tấn như cứu đầu nhiên đảng niệm vô thường phẩm là cống gạch gì đó, như là giọng ngài miền Trung mà. Ngày nay đã qua rồi, mạng sống mình ngày một giảm chứ không có lên nữa, sống giảm dần á. Ngày là Thị Nhật Dĩ Quá Mạng Diệt Tùy Giảm á, Như Thiểu Thủy Ngư như con cá trên đồng cạn, Tư Hữu Hà Lạc ngẫm lại có gì vui đâu. Như Tư Hữu Hà Lạc, đại chúng đương cần tinh tấn là đại chúng phải mau cần gấp mà tinh tấn, như là cứu lửa cháy đầu, như cứu đầu nhiên đó, như lửa cháy đầu, giờ lửa cháy đầu đại chúng làm sao, lửa cháy thì phải mau phủi, thì giờ mình thấy nó vô thường cũng mau phủi. Vậy đó, mà cái bài đó là tôi thuộc luôn tới bây giờ, khỏi cần học gì trơn nha. Mỗi một thầy họ có một cái giống như mình theo một vị thầy nào đó, mấy đứa để ý, cũng như thí dụ như Nguyên Quang hay là Tâm hay là mấy anh em á, cái gì mấy anh em cũng phải, thí dụ mấy anh em theo thầy là phải có tâm đắc một cái bài gì ban đầu đó đó. Đúng rồi. Nó có một cái bài ban đầu mà khi không nhớ cái bài gì đó thì từ đó nó nhiếp vào cái chủng tử, cái ý thức mình á, đầu nó mới gọi là trúng cái tần số á, chứ phải có một cái bài pháp đầu tiên mà mấy cái bài gì đó thôi. Cho nên tôi nhớ là hồi thầy tao hồi Hòa Thượng Thân Bửu vậy đó. Nó thành ra nhớ mai là tôi được cái duyên tiếp xúc á, là gần học dầu ít dầu nhiều được các bậc tông túc lớn á. Thầy Tân Bổ thì đó thanh với thầy Tâm Thanh, thầy Toàn Châu, thầy Minh Tâm, thầy Kiến Tánh. Đường nhỏ xíu mà xe cộ đông đúc. Dạ. Ở chùa đó chưa có sửa. Giờ thì ngon lạnh rồi. Cái tầng hầm ở dưới thầy biết không, là cái nhà máy in đó. Vậy mà cuối cùng cũng bắt ông à. Không phải, bữa đó vậy nè, tôi bọn chó rồi rủ rủ vô lỗ tai cái lông nữa, bởi vì phải lúc nào mà có cái giảng nhớ bữa đó bắt gì nè. Họ thầy của tôi có nuôi một cái thằng giang hồ là biết rồi đó, giờ hiểu không? Có nuôi một thằng cần các đảng cô hồn không nơi nương tựa, không nhà không cửa, nó chui vô
Châu Hoàng thầy tôi nuôi. Tới chừng á nó ăn xuân mặt sướng không rồi. Bữa hôm đó nó để con dao dưới cổ thầy tôi với cái gối. Nó là hiểu rồi. Ông bóc vậy đó, bóc vậy vừa giỡn xong rồi bóc vô cầm đi liền à. Mấy ông thầy xưa bóc hay lắm. Đệ tử ông Sáu Trí đó, phó chủ tịch thành phố đó. Đó bị việc đó, Bảy Nam đó. Bảy Nam là trưởng ban văn hóa thông tin quận Bình Thạnh. Bảy Việt là bí thư quận đoàn. Sáu Trí là phó chủ tịch ủy ban thành phố. Thông bổ nuôi cả đám đó đó. Vậy mà giờ nó kề cổng không phải cái ông đó ông kề, mấy cái ông khác ở ngoài trung ương vô kề, thành ra mấy ông này tới đây thôi, ông rửa môi ra tôi lại nào không ông lâu lâu kề vô giờ mới lại tiêu tôi. Ông ngồi thấy nhớ cái ông thầy thông bủ đó đó, ông tự nhiên mình nói thôi, nó nói cái tự nhiên cái quá khứ nó về. Nó về ào ào vậy thôi chứ đâu có cố ý. Rồi vô cái nó ghép tôi tạo mãn ào cái gì đó. Tôi nó sự thật là nó sự thật kêu thôi. Dạ nói vậy thôi. Thấy tội nghiệp lắm mà. À, có đây. Tôi xin cái ly này. Ủa? À, cắt bánh ra. Ông ba ông hai ăn bánh mềm. Bây giờ ông ba là ăn mềm với ăn dai chứ còn. Dạ, ủa? Để... Ăn cứng mà không được. Như bánh nó nhỏ. Để... Để... Ừ, cái đi. Tôi có cái răng này, tôi có cái hà rồi. Nó đem theo. Lớp nó mềm, nó mắc được, trợ mấy em mua qua. Ông nói bây giờ tôi hạnh phúc không? Giờ tôi không có cần đẻ con, bây giờ thấy không? Mà nói thiệt nghe chứ ba, tôi thì ngày nay tôi vui hơn cái cúng dường tôi nữa đó là sao? Tại hồi đó tôi nghĩ là cái xã hội giờ tôi không thể qua nước Mỹ này, không thể đào tạo được cái đám trẻ, biết không? Tiếng Anh mình không biết, thứ hai nó văn hóa mình không rành, thứ ba nó mình là cái người coi như là nó đâu phải là thuộc cái người thế hệ mới. Mà không ngờ ngày nay bởi khi mà nhiều người cá tôi á, nó cách giảng với tôi. Hả? Bẻ ba dùng nguyên miếng luôn. Được rồi, chú dạ. Bẻ anh đủ đánh chiến. Lấy thêm hộp nữa, lấy thêm hộp nữa. Dùng nguyên miếng. Bẻ anh dùng nguyên miếng. Bây giờ con đi xuống để con cho thầy đưa tay thì ăn bánh với khách coi. Thầy ở dưới đó, con nghĩ chắc ở dưới đó. Dũng thơm hả? Chắc con dùng. Dũng thơm hả? Dũng thơm hả? Cái gì con dao hả? Giao xuống bếp á Tâm. Đây nè quán mình để ăn đôi rồi, tôi đâu có ăn hết đâu mà. Ăn đại đi ông ơi, con cái có ăn nhiêu. Đây nè, khỏi vẻ, khỏi đấy, đây nè, ngửi nữa. Quán. Ông ban dùng đi. Ngửi nữa, tôi không có đó, thầy miếng thầy. Thôi còn kìa thì ông về ông ăn đi. Thầy ăn trước đi. Rồi từ đây mình sống tập bình đẳng, rồi sống kiểu Mỹ đi ông. Rồi, nên cung kính bất như phụng mệnh. Đúng rồi. Không có leo lên nữa nghe, thì sư phụ lao tay rồi nghe hai lần nè nghe. Mà ngồi lại nghĩ giao hàng mà nói ngồi nghĩ lại cái đời của chú ba thôi, giờ mới còn mấy người đâu. Rồi thời tôi đây mà giờ còn không còn bao nhiêu người, đừng nói thầy chú thầy thôi con khỏi đi cho nên hai thằng trò nhắc tới cái quá khứ mà lát nó trở về với mình ào ào biết không. Nữa, trời đất ơi, thôi. Trời ơi, sao mà vậy vậy? Trời, đi con. Đi được cái nữa. Chị xe chị ra, chị ghen kìa. Xin năng. Rửa tay rồi nghe, sạch sẽ rồi nghe. Đó. Nè. Thôi. Đi đi. À, đó, hồi đó cũng có đi lên, cũng có đi thường xuyên lắm rồi. À, năm 78, 79 rồi đó, 90 rồi đó, có lên thường xuyên lắm, thầy Quang Tiêu trên Đại Tùng Lâm á, bà già con bà đi cúng, bà đi công quả trên đó tháng mỗi đi vậy. Rồi Sài Gòn lên nó xa lắm à, lên tới Bà Rịa lắm à, rồi chùa Bảo Minh gì đó ở Kỳ Đồng. Ông thầy đó, ông thầy chủ kỳ đó, ông tự nhiên lại không nhớ tên, nhưng mà ông về ông làm, bây giờ ông đang ở San Jose đó. Thôi quá rồi. Đỉnh quá rồi.
Trả lại cái vụ bà môi với răng ha. Người ta đánh em, anh em cốt nhục tương tàn. Môi hở răng lạnh rồi. Môi hở răng lạnh. Nhưng người ta đó, tôi nhớ cái Ngũ Đức á, Ngũ Đức Sư á. Đúng là một ông thầy có 5 cái đức. Mà nếu ít nhất cũng phải là 2-3 đức, không đủ á, thì sau này á, không có làm được việc cho đạo. Nhất là một ông thầy là bác ái. Đây là thật ra tôi đây là tôi chưa có qua hết cái ải này nghe, nhưng mà trong cái luật á, luật ghi á, với luật á, là cái tâm nó không có thiên ái. Thí dụ như, như mấy anh em đó, thì giờ thầy quý trọng thương yêu cũng như nhau mà không có thiên lệch, thầy tạp có tánh vậy đó. Còn mà nếu như thiên lệch đó, tại sao mấy thầy và bản thân thầy luôn, thầy chỉ không có học cái chỗ đó, cho nên đó, nó mới phiền não. Bây giờ mình hiểu ra đó, tại hồi lúc đó mình chưa có hiểu, hoặc mình hiểu á, mình không có thực hành, có học mà không có hành. Bây giờ mình phải thực hành, gọi là cái tâm bất ái, tâm không có thương riêng một người nào, mình để cái tâm bình đẳng, thì như vậy nó được cái phước, nó làm cho mình cũng an mà người cũng an. Ví dụ như bây giờ người đó có tiền cúng dường cho thầy, lo cho thầy nhiều hơn, hay người đó biết định nạp, người đó thế này kia, cái rồi thầy ưu tiên hơn, thì các vị thấy trước sau gì chúng nó cũng phiền não à, thấy không? Cho nên đó, thầy nói hai anh em như tỏ hai huynh đệ, ba thầy trò đều là ba cái tạt xe lửa hết trơn á, thì làm sao mà ngủ chung phòng? Tôi thì kia của tôi rồi, còn hai ông này không ông nào. Thành ra tôi nói thôi giờ thầy à, ai muốn nhường ai là chuyện người đó, tôi bình đẳng. Ví dụ như tôi tập vậy đó, tập những cái nhỏ nó thành cái lớn. Bây giờ á, lo là lo chung, ai thì cũng là rẫy. Còn mấy thầy mà nếu không khéo xử sự sao? Gặp người này nói xấu người kia, gặp kia nói xấu nọ là có chuyện, thấy không? Tôi cũng nhờ cái bài học rút kinh nghiệm đó. Mà tôi thì lúc nào tôi muốn là anh em phải biết nhau. Mình á, mình ở ngoài đời mình kính trọng á, là mình kính trọng cái tình nghĩa. Ví dụ như bây giờ giữa Nguyên Quang với Tâm đi, hai anh em. Tâm á, thì tuổi giàu gì cũng trẻ hơn với Nguyên Quang, Nguyên Quang mười mấy tuổi. Thì ngược lại cái nhìn á, giàu tụi con ấy cái nhìn mới, với cái xã hội mới hơn. Cách mười mấy tuổi chứ cũng là một thế hệ rồi đó. Gần chú, gần bác rồi. Thì phải biết mình nhỏ mà mình biết coi đó là người anh, thì đó là điều may mắn cho thầy, là thầy có cái phước thầy mới được đệ tử như vậy. Còn Nguyên Quang thì biết là thôi mình nó em út thời đại mới, mình cũng nhường nó bước, giống như cái xã hội mình thôi kệ tuổi trẻ nó tấn lên đó. Như vậy cái tự nhiên tôi cũng vui nữa, thôi tôi vô tôi ngủ, hai anh em chừng nào muốn ngủ ngủ, ai muốn ngủ đâu ngủ, phải không? Thế nhưng mà ví dụ không có nữ thì sao nó cũng được, rồi có nữ thì coi như nó là phải có cái chỗ riêng biệt vậy thôi. Cái là thầy ngủ một chút nhưng mà thầy cũng vui. Thành ra nói tôi, ví dụ anh em tình anh em, tôi không có muốn Phật tử này nghi kỵ Phật tử kia, đó là cái điều. Đây là trời ơi, coi nè, quậy quá trời quậy mà. Thì còn nhỏ phải quậy chứ. Cái gì đâu á, còn dạ, ghê đó. Mới chịu đi. Đó, thành ra cho nên đó, ai cũng vậy. Thầy, cái điều quan trọng là thầy không có gì lợi cho riêng thầy. Thầy tập như vậy đó, thì thầy không có sợ rồi. Cái gì mà phải đi gặp Phật tử này, cái nói xấu Phật tử kia nói xấu Phật tử nọ đó. Đó là cái bài học, đây là bài học xương máu tôi đó chú ba. Tôi thấy cái gương người trước mà mình sẽ tránh, phải không? Không có gì, còn mình làm gì nó cũng đường đường chính chính. Từ tài chánh tiền bạc rõ ràng, mình không có sợ gì hết trơn á. Còn mình mà cứ cái gì cũng ốp ốp mở, mình có cái ý riêng rồi cái đó, thì cái tâm gọi là khả bố á. Cho nên mà ông thầy là phải bất ái nè,
rồi bất bố. Bất bố là cái tâm không có sợ hãi, không có sợ hãi cái gì, mình cứ mình nói thật ra. Bởi vì đã mình tu là mình là một cái người đã chấp nhận chọn con đường tu, là nó có cái gì của mình đâu, phải không? Chừng nào mình có tình cảm riêng tư đối với cái gì đó đó là thật sợ lắm, tôi không. Anh nói đấy, có nhiều người đấy sống thật quá, cái gì cũng nói hết, biết là người đời họ nói câu á. Và gọi là nhân thân hữu thiết tam phân thội, chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm. Nhân thân là con người, thân nhau đừng nói hết ba phần. Đây là những cái bài học xương máu đây, nói có chú ba lớn, chú chứng kiến có đúng không nha. Rồi mấy con sẵn thầy nói cái người đời á, ta nói là nhân thân hữu thiết tam phân thội, thân nhau đừng nói hết ba phần. Bởi vì chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm, chỉ lo sợ cái con người á nó hay lòng, lưỡng dễ tâm á. Đó. Đó. Rồi mới gọi là bất phạ hổ sanh tam cá khẩu, cọp ở trên đó ba miệng mà không sợ, mà cũng chỉ khủng nhân hoài lưỡng dễ tâm, chỉ sợ người một mặt hai lòng. Đó. Còn thầy bây giờ thầy có làm gì đâu mà mặt hai lòng. Nếu như ví dụ như cái gì thầy nói hết ra, tụi con sau này nếu còn duyên với thầy thì cảm thấy còn thương, còn quý thầy học, thầy cũng chân thật. Còn nếu hết duyên rồi á, dù thầy có tốt cỡ nào, thầy nói hay cỡ nào, tụi con cũng bất mãn à. Tính đời nó vậy đó. Cho nên đối với người tu nó khác người đời. Người đời thì họ phải rào trước đón sau, họ nghi ngại. Tôi không có thầy, thầy cái gì thầy nói à. Nó kiểu như giờ tài chánh tiền bạc cũng vậy nữa. Ngày xưa thầy cần tiền là tại vì lúc đó làm giấy tờ này kia. Bây giờ thầy nói thật á, giờ không có lo nghĩ gì. Nếu chừng nào một ngày nào đó mà thoải mái mà có dư á, thì thầy nói thật á, là thầy còn trả cái tiền ngoài đó mà đau vô cái nhà cái am này thôi à. Chứ giờ tôi không có còn dính líu lặt vặt gì nữa, mệt nghỉ dẹp hết cho khỏe. Còn mình làm được phước gì thì mình làm, ví dụ như một năm vậy đó, mình có làm được cái điều lợi ích gì cho người từ thiện thì mình làm. Còn cảm thấy mình không có khả năng, không có điều kiện, không còn ai tin tưởng thì thôi, cũng không có chuyện gì buồn. Sống nó tự tại với các pháp, hữu duyên thì làm, không hữu duyên thì nghỉ vậy thôi. Cho nên mấy anh em nếu thương thầy thượng tài thật sự về đạo với thầy như cha như anh đó, thì đó, tôi cũng thưa thiệt vậy đó, càng ngày tôi càng muốn sống trở về con người thật của mình. Mà con người thật á, là con người rất bình thường, rất tự tại, bình thường cả, có khi hơn cái mức bình thường. Ví dụ như tôi kéo rác tôi cũng lại tìm chơi chi, ý tôi nói đó là mình làm vậy mà mình cảm thấy nó vui, để cho mọi người thấy là tôi cũng có thể dùng, tôi cũng vậy. Chứ đâu phải chuyện kéo rác đâu có ai làm không nổi đâu mà phải phe đó, nhưng mà nó vui vậy chứ. Vậy đó mà có nhiều cái chuyện mà mấy ông thầy làm không được á, mấy người thường thấy không? Bởi vì cái bản ngã, thứ ba thấy không? Ví dụ như Phật tử tới đây, nhiều Phật tử lớn tuổi tới hỏi cái đường tu đi đó, ông ba ông làm cái tay dịnh cho thầy đó quý quan. Yeah. Mà họp thở dưới này nè rõ ràng bằng chứng nè, đôi giới rách nè, là tại cái bậc cao quá đi nó dấp một cái thôi mà rách đôi giới vậy. Nếu mà đôi giới là rách thịt rồi, thấy không? Nó dấp hoài à. Thì bây giờ mấy Phật tử lớn tuổi sao mà cho họ đi xuống với họ rửa chén, thôi làm ơn ăn rồi để đây cho tôi gom lại cái tôi xuống bên tôi rửa, mình còn trẻ phải không? Chuyện nó đơn giản mà nó lại nó không có làm phiền cho mình. Chứ còn mình làm biến cái để cho mấy bà già bưng xuống dắp té cái nó phải mệt cho mình không? Rồi thêm lo nữa thôi. Thành ra vậy đó, người tu á, mình phải có cái tâm nó bình đẳng, gọi là bất nhuế, là mình không có cái lòng mà hơn thua tranh, gọi là phân biệt. Nó nhiều vị tu hành á, ăn nó phải ăn cái chén riêng. Trời, làm thể được có Phật không? Phật ngày xưa đi khất thực, thậm chí Phật không có cho bệnh bát hư giá được nguyện giá tới 7 lần nha. Chừng nào mà không giá được Phật mới bỏ đó, lấy đất mà trét vô nung tiếp xài thôi. Vậy đó mà Phật thành Như Lai Thế Tôn
Còn mình ngày nay cái gì mình cũng cũng muốn cho đẹp, muốn cho sang. Mà nếu giàu sang thì thôi Đức Phật ở lại hoàng cung, chứ Đức Phật bỏ chư cha đi tu làm cái gì. Cho nên nhiều khi mình làm mình không nghĩ tới Đức Phật, vì vậy mà mình mới không có an lạc. Cho nên thầy thấy rồi á, đời cũng như người đời, cũng như người tục, cũng như người tu. Nếu làm được lời Đức Phật, làm được lời nào theo Đức Phật dạy là có an lạc cái điều đó. Không có lời nào Phật dạy mà không có an lạc hết trơn nha. Cho nên bất ái, bất bố, bất nhế, rồi bất si, rồi phải biết ăn năn, biết tự tứ chính mình đó, đó gọi là ngũ đức. Ngũ đức sư là năm cái đức của một vị thầy. Rồi thí dụ giờ nuôi con vật cũng vậy, đúng ra đó thầy làm những chuyện đơn giản mấy con để ý, sau này ở ngoài đời mấy cũng vậy nữa, tập cái tánh vậy đó là tự động cái lòng mình nó nhẹ xuống à. Ví dụ như giờ tôi ăn cái bánh quay giạt đi, nó đổ tùm lum thay gì bây giờ con chim nó ngoài nó không có, nó ăn, tôi gom cái dĩa bánh quay giạt tôi để cái đồ mà nó mò nó rớt ra đó, thấy không, mình để chim lại ăn cũng là một cách bố thí cho nó. Đơn giản vậy đó, chứ cái ngày tôi thành Phật là mấy con chim này nó cũng là thành người, nó thành Bồ Tát hết á. Ông ba hiểu ý tôi nói không? Đó, ngày nay mình tạo cái nhân, mình còn là chúng sanh, mình chưa trở về địa vị Phật, mình còn là chúng sanh thì mình gieo duyên lành cho chúng sanh, rồi tới ngày mình thành Phật thì nó là Bồ Tát hết à. Nếu nó là Phật thì chưa đủ như mình, là tại vì nó hiện đời mình nói với mình nó còn cách nhau một bước là giữa con người. Rồi tới một cái ngày nào đó là cuối cùng nó cũng thành Phật hết à. À, nhưng mà mình nói thẳng như đó, nếu như một đời của mình có cái tâm từ, tâm bi, có cái tâm hỷ, tâm xả, có cái tâm hướng thượng, hướng thiện, thì mình thành Phật sớm vậy thôi. Thì các con vật đó mình bố thí, mình giúp nó, mình không có yêu cầu nó vậy mà nó theo mình nè. Cho nên Đức Thế Tôn mà nó nói á, những người ngồi trước mặt Thế Tôn đây nè, nhớ ông này, nhớ ông kia, nhớ ông nọ là những người mà ngày xưa ta đã từng giúp họ nhưng mà ta không hề nhớ, nhưng mà họ vẫn theo họ thật tới ngày hôm nay à. Đó, thành ra còn người đời tại sao làm được cái chuyện gì cái trời đã kể lễ rồi hãy mà ai nhớ ơn á thì còn đỡ. Người ta quên ơn mình hay ta ngược ý mình cái thì thôi tàu xe chở không hết, nó khổ vậy. Mà đời này thì nó có cái tật, thí dụ như cái người ta đâu phải ta quên ơn, nhưng mà kể hoài ai chịu nổi không, chỗ đó mà nó hư bột hư đường hết. Tại sao cái người Việt mình qua đây nói rảnh, thí dụ như gia đình rảnh, gia đình kia đó nó bị nhiều cái chuyện đó lắm, nhưng mà rảnh ta qua mà kể quá sao ta chịu nổi không. Những cái hội đoàn hay là những cái gia đình mà xưa ở bên đây là lãnh những người ở Bi Đông, đảo gì đảo Bi Đông hả? Dạ. Yeah. Bi Đông qua đó. Kể ở đó mày ở đảo tôi lãnh qua hai có cái quần không lành, hai bàn tay trắng, tao giúp đỡ từng cái gạo cái kể qua ai chịu nổi, thôi thà tao chửi ngược lại tao phản mày cái đó rồi cho khỏe. Rồi đó, trên đời này cái thành ra mình học Phật á thì mình làm được gì rồi mình thấy người ta lợi lạc là mình vui à. Mình đừng có kể, còn mình kể không phải kể với người ta, kể cái việc mình làm để chi, để cho thấy cái sự an lạc thì nó cũng còn chấp nhưng mà nó đỡ. Còn kể mà nó bắt người ta thọ ơn mình, ta nhớ ơn mình nữa thì thôi cái nó mất cái phước hết trơn à. Nó cái đạo nó rõ ràng mà một cái thôi, không có khó khăn gì. Bữa nay trên mạng này nó có cái đạo gì mới rồi nha. Như cái ông chủ sướng, ông cầm cái micro hát mà hát cái kiểu giống hát à, tôi thấy rồi nó, cái thằng lão ở Bà Tiểu đó mà ba tánh ở dưới cái quyền mới hầu quyền xuống nó nhảy vô đó chà, đạo ông lên bà xuống mà
Nó là nhiều, Việt Nam nhiều. Ủa, xong mà lên lúc cả đá mà nó nhảy hồi cái nó xuất ra vậy rồi nó xuất ra chứ tôi nói hoài mà gọi nghe không lắm mà xuống á nó xuất ra vậy chứ nó xuất vô để bởi vậy nhìn cái tướng kìa đó không các bạn thấy đó không mà không bây giờ mà không chưa bao giờ biết nhiều người coi lắm đúng là nhiều người không mà cái gì mà người ta coi người ta coi rồi cái gì mà người ta nhảy luôn rồi nó tránh nó ít ai coi lắm. Ủa mà thầy cái việc mà người ta hầu đồng á là cái đó sao thầy à? Cái đó thì thôi nó đụng tới cái khổ thì đụng tới văn hóa Việt Nam nó chửi á. Nhưng mà thật ra nó tại hồi xưa đó thì cái nước Việt Nam mình nó chưa cái đạo gì nó đạo gọi là đạo ông bà đạo lương là sao đó thì cái đạo lương thì nó đâu phải là cái đó là đạo đức làm người rồi thì nó có vấn đề cái truyền thống trời ơi cái nó vậy là tê cái giò tôi sao tôi cửa động được đấy trời nó nằm gì là nằm ngon lành gì là sao rồi nó bó tay thiệt chứ rồi sau đó cái đạo mẫu là những cái người phụ nữ mà người ta gọi là trung tinh tuyết liệt đó đó thì cái mẫu thượng ngàn hay là bà chúa xứ châu đốc hay là bà đen hay là kia theo tôi nghĩ vậy thôi biết vậy thôi thì giống như lúc đó là thà những cái người để nói lên cái trung tinh tuyết liệt vậy đó, chứ còn chuyện đâu đến nỗi sau này thì bắt đầu á nó trở thành cái văn hóa tập tục mê tín chút rồi nó hầu lòng hầu bóng rồi thôi giờ nói thôi nói nó hồi dữ lắm á đạo nó hồi dữ lắm mà chửi họ kéo ra họ làm gì như lắm là miền Bắc á nó phổ biến miền Bắc lắm. Rồi khi cái UNESCO nó qua khi UNESCO nó qua nó hỏi chứ Việt Nam là cái đạo gì chánh cái mấy ông thầy ngoài Bắc á nhất là con hành huyết hành gì đó nó rồi không cho lên được ngồi đút cái đầu vậy là bó tay thiệt chứ là rồi rồi bởi vì CC nó cái gì nó cũng như thiệt cái qua hỏi thì nói đạo gốc của Việt Nam mà đạo mẫu cái thành rồi cái UNESCO giống như Pháp hồi xưa vậy á nó đâu biết gì đâu nó đô hộ mình cái này rồi nó có thế lực nó có cái gặp mấy ông già giàu hỏi dưới đất mày tới đâu cái chỉ ở chỗ cò bay thẳng cánh ở chỗ chó chạy công nuôi đó thì mấy Pháp nó quỳ vậy thôi đó là họ thầy người sau này mới điền chủ địa chủ đó nó lộn xộn lắm rồi cái văn hóa Phật giáo văn hóa của Việt Nam mình bây giờ nó không có nào mà gọi là còn bền chắc hết trơn á mà anh nào cũng muốn làm bá chủ hết trơn nó lộn xộn lắm rồi ngay cả đạo Phật Việt Nam cũng vậy nữa bây giờ nó nát bét hết trơn rồi coi vậy thôi chứ nát tanh bành hết. Ủa, trơn rồi thấy cái lúc mà người ta hầu là nghe có ai nhập vô trong cái người hầu đó lại họ tưởng đó là tưởng á trong đạo gọi là tưởng á nó khổ ở trong miền Nam thì có cũng có hầu ngoài Bắc gọi hầu đồng trong miền Nam là bóng rổi hầu bóng gì đó cũng vậy thôi mà hồi xưa mấy vị bóng rổi ngày xưa không đến đổi như bây giờ nay sẽ hát đủ thứ nhạc chứ hồi đó không có nó hát theo kiểu hào quả hát bộ là dữ lắm rồi ngày nay sao nhạc giật nhạc nhảy nhạc gì cái tùm lum ôi mua Phật tâm này chút rồi đi. Ủa không chờ ông đang tới hả? Một rưỡi rồi ông chắc ông bệnh rồi ông tới rồi đi đâu đi về nó đi. Đi về đổ xăng rồi đi tùm lum tà la mới về được hai bữa nó tùm lum thứ có chồng có tới không ngày mai thì chủ nhật này hả? Ờ bữa nay rồi đó. Gọi lần nữa. Ngủ ha. Điện thoại bắt phải gọi hai lần mới được ha. Trời đất ơi, ông nói 11 giờ nó thành 1 giờ rồi. Nó tới đèn rồi, thấy sáng rồi.
À, hả, okay. Okay. Đây là gì có đèn đâu, thấy xe, ông nói chứ tốt luôn rồi. Ngã ba, ngã tư, đây là mình có đèn. Ông ngoại này, ông nói gì đâu không. Trời ơi, sao mà quậy vậy đó trời. Thôi rồi rồi, không ăn ngủ được rồi, một ngày ta thay 2-3 bộ đồ quá. Mới thấy cái điệu của thầy điệu nó luôn. Mới nhẵn nhẽo kiểu kiểu như là điệu. Thầy cái tay đưa cái tay cho nó cạp cái răng nó còn non lắm. Yeah. Răng nó đó còn bén nhọn lắm, non chịu qua nó xeo qua. Tay móng của ai mà cứng á, bấm vô cái nó cũng gãy nữa đó. Tại vì nó mới chắc cái bẻ đi, nó ra bẻ răng đi. Chắc là được chừng tháng mới ha. Hồi xưa là bẻ răng á. Rồi ra non bẻ móng tay có cứng bấm vô cái nó gãy đâu cần phải bẻ. Được rồi lấy kìm tôi bấm. Nhưng mà... lấy kìm. Dạ. Bấm ngang vậy chứ còn vậy đâu. Bây giờ lỡ cái đuôi vậy rồi bấm nó đau rồi chứ hồi mới sanh ra đó. Hãy biết bấm nó đuôi. giờ thì nó đau đó tội nghiệp. Không, kệ nó là tự nhiên dám để vậy. Thế tội nghiệp. Mới là con Esa. Đúng rồi, đằng Esa. Esa nghe không? Trời ơi, cái nịnh nó để tay. Nó phải biết khôn vậy nó mới tồn tại với mình chứ. Thì nó con kia nó từ ai vậy? Nó phải vậy đó. Con xe bây giờ chạy dài rồi. Con xe bây giờ nằm đau khổ buồn bã rồi. Buồn bã rồi. Kìa ông đang tới kìa. Dạ thầy. Cái nè, Esa nè. Dạ bố. À, cảm ơn mày trước. Đỡ khổ đời tao. Rồi, đúng, nó đấy hả? Rồi giờ nó nịnh vậy là con kia nó tự ái rồi. Rồi chết luôn. Rồi cả đêm nó không ngủ, nó lại cái phòng tôi rồi cho nó vô phòng cho nó ngủ nó mới chịu đó chứ thôi. Một thân mà hai huê đó nghe thầy. Khỏe không? Khỏe không? À. Ông ba em cảm ơn cậu đi lê đó không chết mẹ nữa bây giờ mới tới giờ mà về tới là 12 giờ đêm 12 giờ đêm hả? Dạ tại bây giờ ba giờ cậu có đi về dạ ngày mai chiều mai hả? Chiều mai đổi với máy bay được rồi để mai cho Trung xuống nữa mấy anh em gặp nhau nè đổi chung phải đi xe này á không anh bay cảnh sát mà xa lắm trời cảnh sát cần chị cấm cần sát dạ, ai dạ, con so hả? Dạ, nó cũng đỡ nhiều rồi. Đỡ nhiều rồi hả? Dạ. Tại vì có nhiều tiểu bang nó không được chích. Ồ, con cũng chích rồi. Nhiều tiểu bang không được chích càng cũng khủng khiếp vậy đó. Nhất định, cuồng tới chết luôn. Dạ. Nó không được chích. Nhưng mà giờ cái chỗ mấy cái tiểu bang mà không chích á, giờ tăng lên cao quá trên chừng à. Vậy nó chết nên nó muốn chết. Thôi cha, anh là tổng thống, anh bị nghĩ sao chứ anh nói giọng đó là chết mặt rồi. Ủa chứ bây giờ anh không làm gì khác được, anh không muốn mà làm cho kêu không có giọng rồi. Lục rồi nhiều tờ bang còn cho tiền thưởng nữa. À thì cái bây giờ nó cũng có vụ thôi, hết cách thì thôi chứ. Ờ nó vụ quá trình vụ mà. Thế anh làm sao anh nhốt ta? Anh phải để cho người ta có quyền tự do, thà là người ta chết, ta chấp nhận. Không phải, anh chết không sao, nhưng mà anh đừng có lên cho người khác. Nhưng mà mấy cái kẹt đó đó anh bị không sao khi anh bắt đầu phát bệnh rồi đó thì anh phải tự cách ly xin nước thôi hoặc là người ta áp dụng cái luật để buộc anh cách ly thì ok còn anh chưa bị anh không được quyền làm gì ta không chịu mà tắt rồi bàn cái chuyện covid thì coi Việt Nam làm sao